Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Có một anh chàng dũng sĩ rất là thích giúp đời, giúp người, và anh có tài nghệ võ công rất là cao cường. Và anh được sư phụ của anh trao tặng cho anh hai cây bủ bói. Một gọi là trảm yêu kiếm, tức là một cây kiếm diệt trừ yêu ma tà mị. Và một cái gọi là mê ngộ cảnh, tức là gương chiếu yêu. Tức là khi mà đưa cái gương đó lên đó, thì có thể phân biệt được chánh tà. Với một cái trái tim rất là nóng bỏng, muốn được đi vào đời để diệt tà phò chánh, để có thể diệt trừ yêu ma tà mị đang khuấy nhiễu nhân gian. Và chàng dũng sĩ đem hết cái nhiệt huyết của mình để làm cái công việc giúp đỡ cộng đồng như vậy. Trong suốt nhiều năm trời ròng rã, lúc nào cũng giữ trong lòng một cái ngọn lửa muốn được giúp đỡ cho cộng đồng càng nhiều càng tốt, diệt trừ yêu ma tà mị để đem lại cuộc sống an lành tự do cho bà con, cho xóm làng, cho xã hội càng nhiều càng tốt. Và rồi cho đến một hôm, sau nhiều năm lăn lộn trong trường đời, chàng dũng sĩ cảm thấy mình rất là mệt mỏi, cảm thấy không có muốn làm những cái việc mà mình đang làm nữa, không có muốn tiếp tục thực hiện những cái hoài bão, những cái lý tưởng mà ở trong đó mình phải dấn thân, phải xả thân, phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, không có muốn tiếp tục một công việc nó quá sức của mình. Có thể những năm trước là nó vừa sức, thậm chí là dư sức để có thể gánh vác. Nhưng mà tới một cái giai đoạn thì mình cảm nhận như là cái công việc này nó không thuộc về mình nữa. Chắc là mình đang có một cái nhu yếu khác, hoặc là mình có thể tạm gác lại để mình tìm một cái nơi nghỉ ngơi. Và chàng dũng sĩ nghỉ ngơi tới miền Sơn Cước, nơi mà chàng và sư phụ cùng với người sư đệ đã có những cái ngày tháng sống rất là bình an, rất là hạnh phúc. Và trên miền Sơn Cước đó, người sư huynh đã từng cùng người sư đệ luyện kiếm dưới trăng, cùng với người sư đệ tắm dưới suối. Và có những ngày người sư huynh ngồi thiền cùng với thầy, cùng với sư đệ trong một cái không gian rất là tĩnh lặng, rất là yên bình. Những buổi sáng được hầu trà với thầy, được nghe kinh, rồi lại được nâng cấp, nâng trình độ lên bởi những cái lời dạy, những cái lời khai thị, hoặc là những cái bí quyết mới trong cái việc luyện kiếm. Thì chàng dũng sĩ bỗng thèm được trở về cái môi trường đó để được hàm dưỡng tâm hồn. Thế là chàng quyết định khăn gói trở về thăm sư phụ và sư đệ. Và cuối cùng rồi thì sau khi trèo năm non bảy núi, trải qua không biết bao nhiêu ngày đường vất vả, cuối cùng chàng dũng sĩ đã đến được cái nơi thân quen của mình. Đó là vào một đêm trăng mùa thu rất là đẹp. Và chàng rất là khó khăn để tìm là cái con đường đi lên núi. Mặc dù con đường vẫn còn nguyên đó, nhưng mà có lẽ lâu rồi chàng không có trở về cái nơi yên bình của mình, cho nên cũng gặp một ít khó khăn. Và tới khi mà chàng dũng sĩ lên tới đỉnh núi, sắp đi vào trong am cốc của sư phụ, thì lúc đó trăng đã chết sang về ngã về Tây. Nhưng mà ánh trăng vẫn còn tròn đầy, chiếu văng vặc, làm cho chàng dũng sĩ rất là xúc động, bùi ngùi. Bao nhiêu kỷ niệm nó ùa về. Và rồi chàng dũng sĩ mới đi vào trong sân cốc. Nhưng mà bất ngờ thấy trước mặt mình có một cái cánh cửa.
hai bên là hai cây tùng và cánh cửa cài then rất là chặt. Thì chàng dũng sĩ mới tìm cách để đẩy cửa vào nhưng mà không được. Cuối cùng là chàng quyết định là phi thân, bay qua cái cánh cửa đó. Nhưng mà cố gắng rất nhiều lần nhưng mà vẫn không bay qua được. Chàng dũng sĩ rất là ngạc nhiên. Không hiểu tại sao mà nội lực của mình không thể bay qua cái cánh cửa này. Mà nhớ cái lúc mình rời cái ngọn núi này đó, rời cái nơi này nó đâu có cái cánh cửa này đâu. Nhưng mà chàng dũng sĩ nhớ rằng là vào cuối canh ba, đầu canh tư, thì thông thường là người sư đệ sẽ mang tịnh bình xuống suối lấy nước để pha trà cho thầy. Thế nào cũng đi qua cái cánh cửa này. Cho nên là chàng dũng sĩ mới tìm một cái mỏm đá gần đó để ngồi chờ. Và thế rồi chàng quyết định nằm yên trên tảng đá, nhìn mây trời, nhìn trăng đang chiếu vằng vặc khắp dải đồi mênh mông vô tận. Và chàng nhớ những cái ngày mình ở đây, cái nguyên khí mình còn trọn đầy, sung mãn. Nhớ những ngày mà mình năng lượng nhiều quá, không biết giải phóng đi đâu cho hết. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình cần phải đi giúp đời, giúp người. Chứ không thể nào mà mình ở một cái nơi như vậy nó thui chột hết cái tài năng của mình. Nó làm xói mòn đi cái hạt giống phụng sự, giúp đời, giúp người của mình. Và một cái người tài năng như mình, một cái người có nhiều nhiệt huyết như mình, một cái người tuổi trẻ căng đầy như mình, thì cần phải làm một cái gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời này. Và nhớ lại những ngày tháng đó, sao mà nó có cách xa bao lâu đâu mà nó khác với mình bây giờ một trời một vực. Bây giờ mệt mỏi, bây giờ buồn chán, bây giờ muốn buông xuôi hết tất cả. Và quả thật là cuối canh ba đầu canh tư, thì người sư đệ từng bước chân nhẹ nhàng ôm tịnh bình đi xuống những cái bậc cấp từ ở trong sân cốc của sư phụ đi ra. Trong cái dáng vẻ thanh tú của người sư đệ thì người sư huynh nhận ra liền. Và rất là ngạc nhiên là người sư đệ bước tới cánh cửa đó, đưa một ngón tay sờ lên cửa, chỉ nhẹ là cánh cửa tự động mở ra. Thì người sư huynh gặp lại sư đệ thì mừng mừng tủi tủi. Hai anh em có rất là nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng mà cái điều đầu tiên mà người sư huynh muốn hỏi người sư đệ đó là tại sao có cái cánh cửa này? Và tại sao mà sư huynh không có phi thân vào được mà em đi ra một cách dễ dàng như vậy? Thì người sư đệ hồn nhiên đáp là trước khi sư phụ bế quan luyện công thì sư phụ đã lập ra cái cửa này để đừng có cho yêu ma tà mị đi vào gây rối sư phụ. Ai mà yêu ma tà mị thì không có vào được cánh cửa này. Chỉ có bậc chân nhân khi mà vừa tới đó thì tự động cửa nó sẽ mở ra. Thì người sư huynh rất là tự ái, rất là giận. Người sư huynh nói anh đâu có phải là yêu ma tà mị đâu, mà tại sao không có đi vào được? Thì người sư đệ nói em có biết, cái này anh có thể lên hỏi sư phụ đó. Và thế rồi là người sư đệ mới nói thôi bây giờ huynh cùng với đệ xuống suối lấy nước đi. Hai anh em mình lâu rồi không có tới cái con suối thân quen này. Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, sư phụ cũng còn đang ngồi thiền đó. Rồi khi mình lấy nước suối lên rồi thì sư phụ xả thiền là huynh có thể gặp lại sư phụ là được. Thì người sư huynh nghe cũng vui và cùng với sư đệ đi xuống suối. Thì hai anh em đi trên con đường đó nói chuyện với nhau rất là nhiều. Và khi mà xuống tới bờ suối lấy nước thì trời đã ló dạng, vầng dương đã bắt đầu xuất hiện. Thì bỗng dưng người sư đệ hỏi người sư huynh là sư huynh, cái lúc mà sư anh rời cái ngọn núi này đó thì sư phụ có trao cho anh một cái bụ bói rất là đặc biệt, đó là cái mê ngộ cảnh. Cái trảm yêu kiếm thì em đã biết rồi, em có thấy, nhưng mà cái mê ngộ cảnh em chưa có từng thấy. Anh có thể hoan hỷ cho em xem qua một lần trước khi anh gửi trả lại thầy không? Thì người sư huynh nói đâu có sao đâu. Và người sư huynh mới tháo trong cái túi nải ra, được gói cẩn thận trong một cái chiếc khăn. Và khi mà mở cái mê ngộ cảnh ra đó, thì dưới cái vầng dương đang tỏ rạng, thì người sư huynh nhìn vào trong cái kính chiếu yêu đó, bên cạnh cái gương mặt thanh tao trong trẻo của người sư đệ là một con quỷ nanh dài, mắt to và nhìn rất là gớm kiếp.
Người sư huynh mới hét lên một tiếng kinh hoàng rồi té xỉu. Thế là người sư đệ mới vác người sư huynh đi đi lên am cốc để nhờ sư phụ trị liệu. Cái câu chuyện này được viết trên một cái nền giáo lý của Phật giáo Duy Thức Học, đó là bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. Bất tư nghị có nghĩa là không có thể nào mà nghĩ bàn, không có thể nào mà đo lường hết được. Nó rất là khủng khiếp, nó rất là tinh vi. Chúng ta không bao giờ thấy hết được cái tiến trình diễn biến của nó, gọi là bất tư nghị. Không có thể luận bàn, không có thể giải thích, không có thể tiên đoán trước được. Bất tư nghị. Bất tư nghị huân. Huân có nghĩa là tập nhiễm, thấm từ từ, từng chút, từng chút, từng chút. Và biến có nghĩa là thay đổi. Bất tư nghị huân tức là cái sự thấm nhiễm, cái sự huân tập á, nó diễn ra từng chút, từng chút, từng chút, nhưng mà nó có diễn ra. Và là tới một lúc nào đó là diễn ra toàn phần, thì mình rất là bất ngờ về cái sự thấm nhiễm đó. Và bất tư nghị biến có nghĩa là cái sự thay đổi đó cũng khôn lường, thấm cũng khôn lường mà biến cũng khôn lường. Thiền sư Quy Sơn có cái câu là thân hữu lương bằng, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhụng. Tức là gần những người bạn lành á, thân hữu lương bằng, thì tuy nó không có ướt cái áo liền, tuy bất thấp y, nhưng mà thời thời, tức là từng chút á, nó thấm vào, hữu nhụng. Nó khác với cái việc mà các bạn đi ra ngoài trời mưa đó, mưa lớn thì áo mình nó ướt liền. Nhưng khi mình đi trong sương mốc, mình đi đến cuối con đường, mình sờ lên mới hay là cái áo mình đã ướt. Thì mình thân hữu lương bằng hay là mình thân hữu ác bằng, mình gần những cái người lành tính á, thì mình sẽ ảnh hưởng cái năng lượng lành của họ. Và mình gần những cái người ác tính, tức là những người có năng lượng tiêu cực hay là độc hại đó, thì ít nhiều mình cũng sẽ ảnh hưởng đến họ. Và ở trong ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình tưởng rằng những câu này chỉ dành cho trẻ con thôi, từ hồi còn tiểu học thôi, chứ bây giờ mình lớn rồi, có gia đình rồi, rồi làm ông này bà kia rồi, dạy người ta đủ thứ rồi mà xá gì nơi hoàn cảnh. Nếu mà biển lửa mình không vào thì ai vào? Nghe rất là oai phong lẫm liệt ha. Nhưng mà vào đi. Nếu mà bạn chỉ có một cái trái tim nóng bỏng và một tài năng, cho dù tài năng cao cường như là chàng dũng sĩ, bạn có cả những hỗ trợ cần thiết như là mê ngộ cảnh hay là trảm yêu kiếm, thì bạn vẫn có thể thất bại như thường. Thời gian đầu thì bạn thành công, thành công một cách rất là vẻ vang, tại vì lúc đó cái cơ chế tự vệ của bạn nó còn rất là tốt, năng lượng của bạn còn tròn đầy. Nhưng mà lâu ngày đó, thay vì bạn ý thức giữ gìn sự quân bình giữa cái việc mà mình tạo sinh cái nội lực mới và cho đi đó, thì bạn lại chú ý vào cái việc cho đi nhiều hơn là đưa vào. Bạn chỉ hứng khởi để mà sử dụng những cái tài năng của mình để làm được việc, để giúp được người này, giúp được người kia. Đó là những cái điều rất là tốt. Nhưng mà những cái đối tượng mà bạn tiếp xúc á, là những đối tượng nào? Có những người rất là tốt, có những người có những năng lượng rất là lành, rất là tích cực. Nhưng mà những người có năng lượng tiêu cực, bất ổn, không lành thì cũng không phải là ít, mà thậm chí là còn nhiều hơn những cái đối tượng lành. Và mỗi ngày ở trong đời sống, nếu mà mình làm một cái thống kê đó, thì mình thấy là mình ở trong cái môi trường bất lành, môi trường bất ổn, môi trường tiêu cực nhiều hơn là môi trường an lành và tích cực.
Và nếu mình không có sẵn một cái cơ chế tự vệ một cách nhanh nhạy và hoạt động tốt, vững vàng đó, thì mình sẽ không được báo động, không được hay biết cái mức lây nhiễm của hoàn cảnh đến thân và tâm của mình như thế nào. Không thể giỡn chơi được đâu. Cho dù là mình 30-40 tuổi thì cũng phải cẩn trọng. Cho dù mình là một cái người tu hành, chọn cả cuộc đời tu hành thì cũng phải cẩn trọng khi tiếp xúc với hoàn cảnh. Cho dù mình 70-80 tuổi rồi thì mình cũng vẫn cứ phải cẩn trọng. Tại vì một khi tâm của mình mà nó bị hư rồi đó, nó bị thương tổn, nó bị sai lệch, một khi mình đã bị nhiễm ô rồi, một khi những cái hạt giống tiêu cực, độc địa, nó nằm tầng tầng lớp lớp ở bên dưới bà lạ được sốc nổi lên rồi đó, thì rất là khó để cô lập hóa nữa. Và khi những cái hạt giống tiêu cực đó nó bị kích hoạt thì nó sẽ trở thành một cái vùng năng lượng bao phủ trong con người chúng ta. Và nó bắt đầu khống chế mọi suy nghĩ, lời nói và hành động chúng ta. Đến mức mà người khác nhìn vào mình đó, thì họ thấy luôn cả một cái năng lượng rất là nặng nề, rất là khó chịu, rất là dữ dằn, rất là mệt mỏi. Thì các nhà khoa học gọi là, rồi đó là những cái biofield. Biofield tức là những cái cánh đồng của hào quang, của vùng năng lượng nó đang bao phủ con người chúng ta. Thì đối với những người tinh ý, những cái người có kinh nghiệm về tâm lý, về trị liệu, họ là những bác sĩ, họ là những chuyên gia, họ là một thiền sư, thì nhìn vào một người thì họ có thể biết được là cái năng lượng gì đang khống chế họ. Năng lượng tiêu cực nhiều hay là năng lượng tích cực nhiều. Và năng lượng tiêu cực này nó đã xảy ra trong một thời gian dài hay là mới xảy ra trong thời gian gần đây. Và gần đây thì ngành tâm lý trị liệu ở Tây Phương và đặc biệt ở Mỹ, họ có cảnh báo là khi mà chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân thuộc về nhóm tâm thần, mental illness, là bao gồm luôn là những cái hội chứng như là anxiety disorder, là rối loạn lo âu, depression, trầm cảm, bipolar disorder là rối loạn lưỡng cực, tức là hưng trầm cảm. Rồi những cái nhóm mà nó có ảnh hưởng tới di truyền nhiều hơn như là autism, tự kỷ, rồi ADHD, tức là attention deficit hyperactive disorder, là cái chứng là không thể tập trung và tăng động quá mức. Rồi chứng schizophrenia là tâm thần phân liệt, và nhiều hội chứng khác nữa. Và kể cả khi người đó là một người già đãng trí, một người bệnh đang bị đãng trí, là có những cái triệu chứng nó bất bình thường nhiều đó, thì những cái năng lượng họ phóng thích ra mỗi ngày, và khi mà chúng ta tiếp cận đó, thì nó có tính chất lây nhiễm vào chúng ta. Lây nhiễm bằng cách nào? Là bằng chính cái năng lượng của họ. Cái năng lượng đó nó sẽ kích hoạt vào những cái hạt giống tiêu cực có sẵn trong chúng ta mà đang không được phòng vệ. Chứ nếu mà chúng ta có một cái kỹ năng phòng vệ, chúng ta có chánh niệm, phòng hộ sáu căn thật là tốt á, tức là mình có mặt một cách trọn vẹn nè, mình có nội lực vững vàng, và khi các giác quan mình tiếp xúc với sáu trần ở bên ngoài đó, thì mình ý thức rất là rõ cái tình trạng tiếp xúc nó đang diễn ra như thế nào, để biết khi nào cần dừng lại, khi nào cần đóng các giác quan lại là mình sẽ thực hiện ngay đó. Phải có một cái sự quân bình giữa tiếp xúc với đối tượng với bảo hộ thân tâm mình, chế tác không ngừng cái năng lượng bình an và chánh niệm cho mình thì mới không sao. Như là anh chàng dũng sĩ trong câu chuyện đã kể, anh chàng rất giỏi, tài nghệ cao cường, rồi có cả những cái vũ khí hỗ trợ như là trảm yêu kiếm và mê ngộ cảnh, nhưng mà vẫn chết tươi như thường, vẫn bị ô nhiễm như thường.
Chàng dũng sĩ đâu có ngờ rằng trong quá trình mình làm những công tác từ thiện giúp đời giúp người đó, trong cái năng lượng đầy tích cực xông pha để hiến tặng cho đời cho người, thì những cái lần mà mình tiếp xúc với yêu ma tà mị đó, chàng dũng sĩ không có kịp soi rọi vào bản thân mình để thấy cái sự lây nhiễm rất là vô tình. Dù là một giờ hay là nửa giờ tiếp cận thì cái năng lượng độc hại bên kia vẫn có thể đi qua. Virus mà. Cái máy vi tính chúng ta nó có cái chương trình antivirus để nó ngăn chặn những cái virus lạ nó xâm nhập. Nó hủy diệt cái chương trình, hủy diệt cái hệ thống của máy. Nhưng mà cái chương trình đó không phải là tuyệt đối đâu, nó không phải hiệu quả tuyệt đối. Cũng có những lúc mà nó cũng không có ngăn chặn nổi, nhưng mà còn hơn là không có. Còn nhiều cái chương trình để diệt virus khác nữa. Nhưng mà chúng ta có cái chương trình nào không? Hôm nào mình đi scan thử, soi rọi thử. Ước gì thầy Minh Niệm có kính chiếu yêu ở đây để xin đăng ký được một lần nhìn qua xem dung nhan ấy bây giờ ra sao. Có khi nó rất là cằn cỗi, có khi nó rất là xanh xao. Cái cách để mà mình có thể nhận diện một cái người trầm cảm là nhìn họ giống như là đang trong một cái cơn sốt vậy. Héo hắt, cạn kiệt năng lượng, phờ phạc, không có hồn, không có định lực, và có chút sợ hãi, có chút hoang mang, có chút bấn loạn. Là một cái linh hồn bị đánh cắp. Thì thật ra đâu có ai lấy cái linh hồn mình đi đâu đâu. Cái linh hồn mình nó vẫn còn nguyên ở đó. Chỉ có điều là nó đang bị chế ngự, bị khống chế bởi những cái năng lượng rất là tiêu cực đang bao phủ trong tâm hồn của mình. Nó bị những cái loại virus đang tấn công. Và giá như mình có thể có một cái máy hay là một cái thứ dụng cụ về y khoa nào đó, nó có thể nhìn rọi, nó có thể rọi và giúp mình nhìn sâu vào trong tâm hồn mình để thấy nó bây giờ như thế nào, chắc là mình cũng xỉu luôn. Khủng khiếp. 10 năm trước mình đâu phải là như vậy đâu. 5 năm trước mình cũng còn ổn lắm mà. Cách đây mới 1 năm thôi, mình vẫn còn tràn trề năng lượng, vẫn còn yêu đời, yêu người thiết tha, vẫn còn muốn cống hiến, vẫn còn muốn sẻ chia, có nhiều ước mơ, có nhiều hoài bão rất là đẹp. Mà bây giờ muốn buông tay hết, bây giờ muốn chấm dứt cuộc đời mình luôn cũng không chừng. Thì mình nhìn lại xem cái cuộc hành trình của mình đi. Mình đặt cuộc đời mình ở đâu nhiều nhất? Mình sống trong môi trường nào nhiều nhất? Mỗi ngày mình đi làm, tới công sở, gặp khách hàng, gặp bạn đồng nghiệp, gặp sếp, năng lượng lành nhiều hay là bất ổn nhiều? Tích cực nhiều hay là tiêu cực nhiều? Nhưng mà mình đâu có sự chọn lựa. Tại vì mình tránh cái người này thì mình cũng gặp người khác. Mình né cái công ty này rồi thì mình cũng đến gặp một cái công ty khác, nó cũng như rứa thôi. Tránh vỏ dừa thì mình cũng gặp vỏ dừa. Cho nên chạy đằng trời cũng không khỏi. Cuộc đời nó là như vậy. Xã hội thực trạng đang là như vậy. Thì tránh né nó không phải là một giải pháp, nhưng nó cũng có thể là một giải pháp. Nếu tránh được thì hãy tránh. Người ta cho mình là bỏ chạy cũng được, người ta cho mình là hèn nhát cũng không sao. Cái vấn đề là mình biết rằng nếu mình cứ tiếp tục gặp đối tượng đó nữa, tiếp tục mình đặt vào môi trường đó nữa, thì mình tan nát. Năng lượng mình bị phá sạch và con quái thú của mình nó sẽ sống chuồn hoàn toàn. Nếu ý thức được điều đó thì phải can đảm tách ly môi trường. Chàng dũng sĩ một thời gian rất là lâu, không dễ gì rứt ra khỏi cái công việc mình đam mê đâu các bạn. Nếu mình đặt mình vào tâm trạng của chàng dũng sĩ, một người đã xem đó là cái công việc chính của đời mình rồi, đâu có nghĩ là mình sẽ quay về miền sân cước để mà sống trở lại những ngày nhàn rỗi vô tư lự đó. Thấy nó phí quá, thấy nó không phải là tuổi trẻ.
hăng máu vô cùng, cái giấc mơ đẹp vô cùng. Chàng dũng sĩ đâu có ngờ rằng có một ngày mình là kẻ chiến bại. Giỏi cỡ nào hay cỡ nào, nhưng mà hoàn cảnh đôi khi nó vẫn mạnh hơn chúng ta như thường. Không được xem thường, nhất định không được xem thường. Phải luôn luôn cẩn trọng. Các nhà khoa học và các nhà tâm lý trị liệu ở Mỹ, họ thống kê thấy rằng cái nhóm của những người bị trầm cảm á, nổi bật nhất là cái nhóm của những người bận rộn, đời sống quay cuồng, không có chuẩn mực, phá vỡ những cái sinh hoạt cơ bản hàng ngày, lúc nào cũng sống trong tình trạng căng thẳng quá mức, bị stress trước khi bị depressed. Cái nhóm này là sống bạc mạng, coi như là hy sinh năng lượng bản thân, hy sinh đạo đức luôn, phá vỡ tất cả những cái nguyên tắc quân bình cân bằng giữa mình và các mối quan hệ xung quanh, giữa thân và tâm, giữa mình và công việc để đạt tới sự thành công. Thì nhóm này có nguy cơ bị trầm cảm cao nhất. Nhóm thứ hai là nhóm của các bạn trẻ đang chuẩn bị vào đời hoặc là đang đi vào đời, từ cái tuổi 13, 14 cho tới 18, 19, 20. Cái tuổi mà các bạn có rất nhiều cái sự bốc đồng, có những cái sự nổi loạn, những cái sự thay đổi đột ngột trong cái hormones để trưởng thành. Nó dẫn đến những cái hoang mang trước những viễn cảnh của cuộc sống, hành trang chưa chuẩn bị kịp. Rồi các bạn trở nên cắt đứt sự truyền thông với gia đình, với cha mẹ, không tin tưởng, đã đành mà còn chống đối, để mà cô lập, tự cô lập bản thân mình trong một cái căn phòng, rồi trong cái máy tính, trong game, trong YouTube, trên Facebook, trên cái iPhone. Đó là những cái điều kiện rất là hấp dẫn để rước trầm cảm vào. Trầm cảm rất là thích mình không chơi với ai hết. Trầm cảm rất là thích mình cạn kiệt năng lượng. Trầm cảm rất là thích mình đang không có ý thức gì về chính mình hết. Khi mà lao vào máy tính, vào game, vào điện thoại là đâu còn ý thức gì nữa đâu. Rồi những nhóm kế tiếp như là nhóm của những người nhàn rỗi, không có việc làm, về hưu, cô đơn, lạc lõng. Rồi nhóm kế tiếp là nhóm của những người bị những cái sang chấn tâm lý, những cái biến cố xảy ra. Rồi nhóm kế tiếp là nhóm những người tiếp xúc quá sâu với những người có những hội chứng tâm lý. Và cái này là nằm trong nhóm của những người chăm sóc những người bệnh. Trong đó có những người thân trong gia đình. Và trong đó có các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý và các vị thầy tu như tôi. Những vị thầy tu mà tu không lo tu, mà lo đi trị bệnh. Cái đêm mà tôi đi lên cái ngọn núi ở miền Bắc Cali, San Jose, để đến tu viện Kim Sơn của Hòa Thượng Tịnh Tự. Rồi sau cái buổi giảng xong thì tôi lên đảnh lễ Hòa Thượng. Biết Hòa Thượng rất là lâu rồi, mà lâu rồi không có gặp. Và cũng muốn lên đó để được nghỉ ngơi một ngày. Và cũng ngay đêm trăng mùa thu. Nó sắp đi qua, xin lỗi đêm trăng, nhưng mà nó đang trong sắp đi qua mùa đông. Mà trăng vẫn còn rất là đẹp. Và khi mà tôi đi với một sư chú bước lên cái ngọn đồi đi về cái am cốc á, cũng đi qua những dãy cây thông rất là lớn, dãy cây tùng, làm cho tôi rợn rợn trong người. Chẳng lẽ mình là chàng dũng sĩ đó sao? Tôi nói với sư chú là bỗng dưng nhớ tới câu chuyện cửa tùng đây cánh gãi. Chắc là không phải đi kiếm cái mê ngộ cảnh coi là nanh mình nó mọc chưa. Và tôi rất là đồng thuận với cái thấy của các chuyên gia tâm lý trị liệu ở Mỹ, đó là khi mình tiếp xúc với bệnh nhân quá lâu, quá sâu đó, thì mình bị ảnh hưởng ít dữ. Ít hay là nhiều nó tùy vào cái sự tỉnh thức
cái sự phòng ngự của mình. Tại vì những cái người mà có thể hiểu được những người bị tổn thương tâm lý rất là ít trong cuộc đời này. Và tiếc thay là những người thân trong gia đình là những người rất là khó để tiếp cận được bệnh nhân. Tại vì họ mang những cái thành kiến sâu nặng đối với những người thân trong gia đình. Và khi họ bị trầm cảm thì họ rất là sợ để gặp gỡ, tiếp xúc sâu với những người sống sát bên cạnh họ. Những cái người mà họ nghĩ rằng lúc nào cũng dò xét, rình mò, canh me, rồi gây khó khăn. Thậm chí là họ nghĩ chắc là những người đó đã từng gây tổn thương của mình cũng không chừng. Cho nên họ rất là phòng ngự, rất là muốn tránh xa những người thân trong gia đình. Và trong khi là nếu mà không có ai lắng nghe họ, không có ai giúp đỡ thì họ một mình không thể chống chọi được. Cho nên họ phải cần tới các chuyên gia, tới các bác sĩ tâm lý. Thì mọi cái năng lượng tiêu cực đều đổ dồn về các chuyên gia, các bác sĩ tâm lý hay là những người làm công tác như chúng tôi. Nhưng mà điều trớ trêu là các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý là những người đã từng bị tổn thương tâm lý, đã từng bị trầm cảm hay là mắc phải một cái hội chứng tâm lý nào đó. Và trong quá trình họ trị liệu về tâm lý thì tự nhiên họ rất là thương những cái người cũng đang bị bệnh như họ mà chưa có được ai giúp đỡ, chưa có tìm thấy ánh sáng, chưa có tìm ra được những cái phương pháp hữu hiệu. Bản thân họ thì có những cái kết quả nhất định, cho nên là họ quyết tâm họ sẽ bỏ cái công việc cũ để mà chọn cái ngành mới, đó là ngành trị liệu tâm lý. Và hơn nữa là trong quá trình trị liệu thì họ có kinh nghiệm, họ có được một cái tâm hồn nhạy cảm vừa đủ để có thể hiểu được những người đang bị những cái bệnh hay là từng bị những cái bệnh như họ. Và có thể nói là giống như là trời cho những cái người bị lệch lạc hay là tổn thương tâm lý một khả năng nhạy cảm rất là đặc biệt, mà một cái người học ngành tâm lý tới đâu giỏi cỡ nào cũng không thể nào thấu hiểu được một cái người bị trầm cảm hết. Cho nên là tôi nghĩ nhiều khi mình cũng rất là may là đã từng bị trầm cảm. Cho nên một trong những điều kiện đặc biệt ưu tú mà mình có được đó là đã từng bị trầm cảm. Cho nên ai đang bị trầm cảm thì nên chúc phúc cho bản thân mình là có được một cái khả năng rất là đặc biệt. Nhưng mà phải cộng thêm với năng lực chánh niệm, với tỉnh thức nữa đó thì nó mới trở thành vũ khí có lợi. Còn không thì nó hại vô cùng. Vì nhạy cảm quá cho nên người ta mới nhìn mình là tưởng người ta soi mói mình rồi. Người ta mới nhìn mình tưởng người ta ăn tươi nuốt sống mình rồi. Tưởng tượng cũng khiếp lắm. Và một cái người mà đã từng bị tổn thương tâm lý rồi đó, thì họ dành một thời gian rất là lâu, vài năm trời, 5-10 năm cũng không chừng, mới có thể chữa lành gần hết được cái vết thương của họ. Thì như vậy họ đã vô tình bỏ cái công việc chính rồi. Và thời gian họ sống với bệnh, chiến đấu với bệnh như vậy, họ nghĩ cái đó là cái công việc thân quen nhất của họ. Cho nên dễ dàng để khiến họ bước qua cái ngành tâm lý trị liệu. Cho nên nói thật lòng là những ai đang bị tổn thương tâm lý ở một cấp độ vừa phải còn vẫn có thể tìm cách để chữa trị được, không có nằm một đống, không có kiệt quệ hoàn toàn, không có đang muốn lao đi tìm cái chết, thì vẫn có nhiều cái cơ hội để có thể chữa lành được. Và qua cái kinh nghiệm đó thì hoàn toàn có thể trở thành một chuyên gia trị liệu tâm lý sau này. Từ một cái trạng thái rất là tiêu cực, mình vẫn có thể biến thành một cái thứ có giá trị tích cực. Thì điều trớ trêu là các chuyên gia tâm lý với tất cả lòng từ, tình thương lớn, muốn cống hiến để giúp đỡ đại chúng. Tại vì cái ngành này nó còn mới lắm. Dù là ở xã hội Tây Phương nhưng mà vẫn còn rất là mới mẻ. Và mỗi ngày như vậy, một chuyên gia tâm lý trị liệu phải tiếp xúc từ 8 cho tới 10 người, thậm chí là nhiều hơn. Và cứ một tiếng đồng hồ là gặp một người. Nhưng mà sau này thì đó là mới ra trường thôi. Nhưng mà sau này họ trở thành một bác sĩ giỏi thì họ gặp trong vòng nửa tiếng. Mà sau này đắc khách nữa thì gặp trong vòng 10 phút thôi. Họ hỏi mình có vài ba câu là họ bảo mình điền vào cái đơn đó rồi. Nhìn vào cái chỗ mà mình đánh dấu đó, họ biết họ cho thuốc uống vậy thôi. Họ không nói chuyện nhiều với mình. Sao mà họ kiệm lời vậy? Họ sợ mình. Sợ mình nhiễm họ.
họ không dám tiếp xúc sâu. Họ sợ thật đó. Họ biết nếu mà họ thăm dò về những cái gì đang diễn ra trong lòng mình mà quá sâu thì lập tức mình sẽ chụp lấy họ, bám lấy họ ngay, không có buông ra. Cho nên là cái nguyên tắc của họ là không có cho một cái sự kết nối nào với bệnh nhân một cách trực tiếp hết. Không đưa số điện thoại, không có email, không có Viber, không có bất cứ một cái app nào để mà chit chat đồ, quăng bơm, quăng lựu đạn, kể cả quăng tim mỗi ngày hết. Tại vì họ cần được tự vệ, duy trì năng lượng để giúp những bệnh nhân khác, rồi để giúp gia đình của họ, rồi bản thân họ nữa. Cho nên một bệnh nhân mà có những cái tổn thương tâm lý thì chắc chắn khi gặp bác sĩ là mang đầy cái năng lượng tiêu cực. Mà bác sĩ chịu ngồi lắng nghe nữa thì năng lượng tiêu cực nó tràn ra khủng khiếp lắm. Cho nên họ tìm cách ngăn chặn lại bằng cách là ít có tiếp xúc. Thì thời gian gần đây quý vị thấy thầy Minh Niệm ít có cho tư vấn là hiểu rồi đó. Cũng đang trong giai đoạn sợ bệnh nhân, đang trong giai đoạn tự vệ. Thì thật ra thì định qua Tết thì cũng sẽ cho một cuộc tư vấn tiếp trước khi đi tìm một cái nơi để rút lui tu luyện. Nhưng mà bây giờ từ đây tới Tết còn nhiều buổi giảng quá, không có dám gặp bệnh nhân. Sợ hết năng lượng rồi, không có cho pháp thoại tốt nhất có thể được. Và cái nguyên tắc của tôi là trước khi đi lên cho pháp thoại thì nguyên cái buổi đó là không có nói chuyện nhiều, không có làm việc nhiều. Giữ cái trạng thái thư giãn, thoải mái, an định nhất có thể. Để khi mình cho một bài pháp thoại, mình phải cho toàn lực của mình. Đem hết ruột gan ra. Mà không có sức làm sao mà lôi ruột gan ra được. Và vì bệnh nhân khi mà tìm được một cái người lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ được, thì họ không có buông tha. Cho nên các bác sĩ họ tìm cách, họ giới hạn cái sự tiếp xúc lại. Không có dám tiếp xúc sâu. Cho nên cái sự giúp đỡ nó không có sâu được. Nó cũng chỉ trên mặt cạn thôi. Nếu mình nói bác sĩ ích kỷ thì cũng không có đúng. Bác sĩ cũng không phải là thần thánh gì hết. Bác sĩ cũng là một con người bình thường. Mà mỗi ngày bác sĩ đâu có hành thiện. Bác sĩ đâu có nhiều cái sự hỗ trợ cần thiết để nạp năng lượng vừa đủ. Đặc biệt là mời dậy những cái năng lượng tích cực. Tiếp xúc toàn là môi trường tiêu cực không. Cho nên con người bác sĩ, một chuyên gia tâm lý trị liệu, nó thấm đẫm toàn những cái năng lượng tiêu cực của bệnh nhân, rồi về nhà họ mới xả ra cho những người thân trong gia đình của họ. Cho nên quý vị đừng có lấy những cái người mà làm chuyên gia tâm lý trị liệu, kể cả là bác sĩ cũng vậy, lãnh đủ hết. Có một bác sĩ trẻ, tôi không biết là làm ở bệnh viện nào, hôm rồi tôi nói pháp thoại ở chùa Thiền Tông 2, có đến gặp tôi trong cái phòng uống trà để xin hỏi cách nào giúp đỡ một cô em gái cũng là bác sĩ mà đang bị một cái hội chứng tâm lý rất là nặng. Thì tôi có hỏi chứ là bây giờ nếu mà con muốn giúp em á, thì con đã có một cái khoản đầu tư nào chưa về thời gian, về năng lượng? Ở trong đó có việc là phải thường xuyên nói chuyện với em, rồi dắt em đi ra ngoài trời tiếp xúc với thiên nhiên. Cần có những chuyến đi dài vài tuần lễ nó mới đủ để nó can thiệp đổi cái tình trạng hiện tại. Thậm chí là mình phải nhắc nhở em thường xuyên chơi thể thao, rồi mình cũng chơi thể thao chung với em nữa. Thì bạn em mới trả lời: dạ thưa thầy, con là một bác sĩ mà con còn có vợ nữa. Tôi nói: trời ơi, bác sĩ mà lấy vợ làm chi vậy con? Tại vì thiệt thòi cho vợ quá. Cho nên là bao nhiêu cái năng lượng tích cực là mình đã hiến tặng cho bệnh nhân hết rồi. Khi mình về nhà là mình mang toàn năng lượng tiêu cực của bệnh nhân về nhà. Thì cô vợ ngồi bên cạnh thầy đâu có biết đâu. Cô vợ nói: đúng rồi thầy ơi, đó là tình trạng hiện tại của chúng con đó. Khi mà mình chọn một công việc bác sĩ, đó là một cái nhân duyên rất là lớn. Trong người mình có cái hạt giống y đức, hạt giống muốn đem cái ngành y để giúp đời giúp người rất là quý giá. Có những cái công việc rất là quý giá trong cuộc đời này.
Nhưng mà như vậy không chưa là đủ. Tài năng và tấm lòng không chưa có đủ. Bây giờ chúng ta phải nói tới một cái thứ rất là quan trọng mà trước giờ chúng ta không có đề cập tới. Năm 2016 tháng 12, tôi có tham dự một cái buổi nói chuyện tại UNESCO tổ chức ngoài Hà Nội, có nhiều quốc gia. Thì tôi có nói rằng là một trong những cái thứ mà thiếu nhất của người trẻ bây giờ đó, đó là cái kỹ năng làm chủ cảm xúc của mình. Không có đâu dạy hết. Người ta chỉ dạy học làm giàu, người ta chỉ trao truyền kiến thức, người ta dạy những kỹ năng để mà chinh phục khách hàng hay là đắc nhân tâm thôi. Chứ những người trẻ đâu có được dạy, đâu có được huấn luyện cái kỹ năng để mà làm chủ những cảm xúc tiêu cực của mình. Bây giờ tôi đang có một cảm xúc tiêu cực, bây giờ nó như là một cái con quái thú đang khống chế trong tôi nè. Bây giờ nếu mà tôi không lấy ra được thì làm sao tôi làm việc được, thì làm sao tôi cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội được, dù là tôi có rất nhiều tài năng, dù tôi có những cái tâm nguyện rất là lớn. Nhưng mà tài năng và tâm nguyện thôi không có đủ. Nó cần một trái tim lành lặn và khỏe mạnh đó. Nó cần một cái nội lực, mà phải nói là một nội lực rất là lớn, nội lực phi thường nữa, mới có thể đứng vững được trong một cái cuộc đời như bây giờ. Có quá nhiều cái năng lượng tiêu cực, có quá nhiều cái sự lây nhiễm luôn xảy ra từng giờ, từng phút xung quanh chúng ta. Mà nói chi xa xôi, sát bên cạnh có một thứ cực kỳ nguy hiểm đang rút năng lượng chúng ta từng giờ, từng phút. Ban ngày cũng rút, ban đêm cũng rút. Đó là cái gì? Đúng rồi. Điều mà ai cũng biết. Cái smartphone. Điện thoại thông minh ha. Nó rất thông minh, nhưng mà chúng ta rất là dại dột. Nó thông minh giùm chúng ta mà. Để nó lấy đi cái sự thông minh của chúng ta, để cho cái sự dại dột chúng ta lên ngôi. Đó là chúng ta phí rất nhiều thời gian ở trên đó. Đó là chúng ta cạn kiệt rất nhiều năng lượng khi đi vào đó. Đó là chúng ta bị đánh thức những hạt giống của sự thèm khát, của sự ham muốn, của sự bạo động trong những cái trang web, trong những cái video clip ở trên YouTube. Mỗi lần mình đi vào trong đó thì mình đi tìm kiếm cái gì? Đặt câu hỏi vào đây tìm cái gì? Sinh tố hay là độc tố? Đức Phật nói chúng ta có những cái loại thức ăn sau đây. Một gọi là đoàn thực, tức là thức ăn đưa vào bằng miệng đó, gọi là đoàn thực. Và đồng thời chúng ta cũng có thức ăn nữa gọi là xúc thực, thức ăn qua đường tiếp xúc. Nó cũng tạo nên cái năng lượng trong chúng ta, chứ không phải chỉ có thức ăn là thực phẩm hàng ngày chúng ta tiêu thụ. Và thứ ba đó là tư niệm thực, những cái suy nghĩ tích cực hay là tiêu cực ở trong lòng và mình duy trì trong một thời gian, nó cũng trở thành thức ăn, trở thành một phần trong con người của chúng ta nữa, gọi là tư niệm thực. Thì khi mà tôi đi qua bên Alaska, có một cái cộng đồng gọi là Ionia Community, 45 người sống chung trong một căn nhà rất là đặc biệt. Bắt đầu từ 4 cặp vợ chồng, rồi đem con cái đến, sinh sôi nảy nở làm sao thành 45 người. Sống rất là chân thật, rất là hiền hòa, rất là dễ thương. Công việc chính của họ là đồng án, rồi trồng hoa màu. Nhưng mà đặc biệt là họ ăn chay. Theo cái trường phái là macrobiotic, có liên quan tới Oshawa. Và mỗi tuần như vậy họ có 2 buổi thuyết trình về cái việc làm sao để mình có thể cải thiện cái việc ăn chay mình, để nó có thêm nhiều dưỡng chất và tránh xa bớt những cái loại độc tố. Và tôi cũng tham gia những cái buổi đó. Ở đó con nít đó, nó chưa bao giờ biết tới bánh ngọt, chưa bao giờ biết sô-cô-la hay là McDonald's là cái gì hết. Nó không được tiêu thụ những cái thứ nó có chất ngọt. Nó ăn rau củ quả không. Và cái nơi mà tôi kể cái câu chuyện mà tôi tới là họ bắt tôi đi hốt phân liền đó. Để làm gì? Để trồng hoa, để trồng rau, phân người á. Tại vì ăn chay mà lành thấy mồ, đâu có sao đâu. Và ở trên vách nhà của họ nó ghi một cái câu rất là lớn. Và đó là cái hướng đi của họ. Đó là we are what we eat.
Chúng ta là những cái thứ chúng ta ăn hàng ngày. We are what we eat. Nghe xúc động lắm. Tại vì tôi thì là người của Phật giáo mà thấm đẫm giáo lý của Đạo Phật rồi, cho nên nó rất là gần với Đạo Phật. Chúng ta là những cái thứ mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Ở đây nó không phải là trên cái xúc thực nữa, mà là trên cái đoàn thực luôn, thực phẩm hàng ngày. Trong thực phẩm nó chứa cái gì đó thì nó sẽ đi vào, nó trở thành một phần của cơ thể chúng ta, đúng không? Nó nuôi cơ thể mà. Mà cơ thể với tâm hồn đâu phải là hai cái khối khác nhau đâu, là một. Cho nên những cái gì xảy ra cho thân thể là xảy ra luôn cho tâm hồn. Vậy cho nên là tôi nhớ có những năm mà ở bên Anh, họ thống kê là họ có làm một cái cuộc thí nghiệm là những cái người mà ăn những cái thịt bò điên á, thì họ nổi sân rất là dữ dội, gần như là điên tiết trong một cái giai đoạn tiêu thụ những cái loại thịt bò điên như vậy. Và ở bên Mỹ nó có phân loại là cái trứng gà đó, nó có những trứng gà hữu cơ và trứng gà công nghiệp. Trứng gà organic á, là những con gà mà nó chạy lon ton trong sân vườn tự do, thoải mái, đập vỗ cánh, được đá nhau phạch phạch rồi đó. Đó là trứng gà hữu cơ. Ăn trứng gà này rất là lành tính, tại vì nó rất là thư giãn trước khi nó ị ra cái trứng. Còn trứng gà công nghiệp á, là người ta nhốt con gà ở trong chuồng gà rất là chật chội. Thậm chí những người ta cắt cái mỏ của nó để đừng có mổ những con khác. Tại vì bực bội quá thì nó phải mổ. Vì trước khi nó ị ra cái trứng thì nó rất là sân hận, nó rất là đau đớn. Cho nên ở sau Tây Phương người ta ăn chay đó, ăn từ cái vegetarian đó, chuyển qua thành vegan. Vegetarian đó, tức là ăn chay bình thường thôi. Còn vegan đó, là thuần chay. Trong cái vegan đó họ không ăn những cái thứ nó liên quan tới động vật, như là trứng, bơ, sữa, mật ong. Để làm gì? Để không có đưa những cái độc tính vào trong con người các mình. Chắc là đến một cái giai đoạn chúng ta phải tỉnh ra, phải tỉnh thức. Cái giai đoạn mà chúng ta có quá nhiều mầm bệnh ở trong người, có quá nhiều bệnh tật nó phát sinh. Và trong đó cancer, ung thư nó đang lan tràn khắp mọi nơi. Còn rất là trẻ mà vẫn bị ung thư. Cho nên là chúng ta phải nghiêm khắc trong cái việc tiêu thụ thực phẩm. Trong đó là phải giảm đường, giảm tinh bột. Trong đó là phải tránh xa những cái thực phẩm độc, như là bỏ trong ngăn lạnh lâu ngày, bỏ trong tủ lạnh lâu ngày, bỏ trong hộp lâu ngày. Và trong đó phải tránh xa những cái thực phẩm đến từ những cái động vật ác tính. Và nếu được thì nên ăn chay, mà nếu có ý thức mạnh mẽ nữa thì thuần chay. Để làm gì? Để bảo vệ thân và đồng thời cũng bảo vệ tâm. Khi trị liệu về thân, chúng ta cũng sẽ trị liệu về tâm. Cho nên nếu mà lập một cái trung tâm để trị liệu về tâm lý đó, thì chắc chắn nơi đó chúng tôi cũng bảo vệ về cơ thể cho bệnh nhân. Và trong đó có việc kiểm soát rất là nghiêm túc nguồn thực phẩm, để bệnh nhân được tiêu thụ những thực phẩm lành tính. Mình là cái thứ mình ăn á, tại vì nó sẽ trở thành một phần trong cơ thể, một phần trong cảm giác, một phần trong cảm xúc, một phần trong tâm tính con người mình luôn. Chứ không phải là hai cái thứ có thể tách rời được. Thank you.
gần mực thì đèn, gần đèn thì sáng, là một cái lời nhắc nhở của các bậc có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời. Chúng ta đừng có xem thường, chúng ta cần phải được nhắc nhở điều này nhiều lần mỗi ngày. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới, ở một cái giai đoạn mà ở bên ngoài có quá nhiều chất độc, độc từ thực phẩm, độc tới con người. Cho nên một mặt phải biết cách để tránh né bớt, nếu có thể càng nhiều càng tốt. Tập tiếp xúc thân cận với những người lành. Mỗi ngày mình cho thân tâm mình được tiếp xúc với môi trường lành nhiều hơn, trong cái điều kiện có thể. Và tập tránh xa bớt những cái môi trường, những cái đối tượng mà nó gây lây nhiễm con người của mình. Có những thứ mình hoàn toàn có thể chủ động được, và có những thứ thì mình đành phải chấp nhận. Trước mắt mình chưa có thể làm tốt nhất. Với tất cả những cái thứ thiết bị điện tử, như là những cái thứ từ internet, từ smartphone, thì mình có thể chủ động được. Chỉ cần có một cái sự tỉnh thức mạnh mẽ, một quyết tâm cao độ là có thể làm được. Thậm chí là tối nay về cắt internet luôn cho rồi, đổi cái điện thoại cùi bắp xài luôn. Và chúng ta sẽ chủ trương xây dựng một cái thế giới hòa bình, trong đó toàn là điện thoại cùi bắp, không có cắn táo nữa. Cắn một miếng là đủ độc rồi. Thấy trái táo cắn một miếng chưa? Mà cắn nửa trái chắc chết luôn quá, hủy diệt cả nhân loại. Cho nên là liền mấy trái táo đó đi. Và thậm chí tới một lúc nào đó chẳng thèm phải liên lạc với nhau trên điện thoại nữa. Muốn gì đạp xe tới gặp trực tiếp nói chuyện, cho nó lành. Chứ còn mà tiện lợi quá rồi, lúc giận cũng nói, lúc nghi ngờ cũng nói, lúc sợ hãi cũng nói, lúc bấn loạn là cũng kết nối với nhau nữa. Mình đâu có ngăn nổi. 1-2 giờ khuya dựng đầu dậy, 1-2 tin nhắn thả tim, động trời không? Mà không có dám buông cái điện thoại ra để kè kè trên đầu nằm á. Giống như là trái tim của mình đặt ở chỗ đó, đặt chỗ khác là thở không được. Cái đó mình chủ động được mà, có khó khăn gì lắm đâu. Mà có những thứ mình không chủ động được, thí dụ như là người ấy biết rất là độc, rất là hại, rất là nặng, nhưng mà không có né được, thì thôi thì mình sẽ chấp nhận. Nhưng mà nếu mà mình sắp xếp kỹ, nếu mình có quyết tâm thì mình cũng có thể né được một chút. Có lúc thì người ấy ở phòng bên kia, mình ở phòng bên này. Có lúc người ấy ở đằng trước nhà thì mình ở sau nhà. Người ở dưới đất thì mình ở trên lầu. Người kia hỏi, ủa sao né tôi vậy? Tôi là ác quỷ sao mà né tôi vậy? Thì mình phải biết cách để giải bài. Thưa anh, em không có ổn. Mà nếu em gần anh thì có thể ảnh hưởng cái năng lượng tiêu cực đến anh. Đó là một sự tử tế rất là lớn. Mẹ rất là thương con, nhưng mà mẹ không có muốn gặp con trong lúc này đâu. Tại vì mẹ đang rất là yếu. Chừng nào mà mẹ hết sức rồi thì mẹ cần có sự giúp đỡ. Nhưng mà lúc này mẹ nghĩ mẹ tự giúp đỡ bản thân mẹ trước. Mẹ chỉ muốn xuất hiện trước con, trước ba khi nào mà mẹ có những cái năng lượng tích cực. Tại vì nếu mà mẹ xuất hiện trong cái năng lượng tiêu cực này thì thế nào cũng thức dậy những năng lượng tiêu cực của con. Đó là một cái sự tử tế. Và mình cũng có thể nói với người thân của mình là, anh ơi, em thấy anh hôm nay không có ổn. Đừng có nói em thấy anh hôm nay bị trầm cảm, hay là em thấy anh đang bị con quái thú khống chế. Nói cái đó chắc là mệt lắm. Cho nên là thôi anh cứ về phòng nghỉ, hay là anh cứ tìm một cái nơi nghỉ ngơi. Em luôn luôn sẵn sàng có mặt ở đây bất cứ lúc nào anh cần. Nhưng mà anh đừng có tiếp cận em nhiều. Tại vì em cũng đang rất là yếu. Em sợ rằng khi anh đang bất ổn mà em cũng đang hơi bất ổn, thì chúng ta sẽ gây tổn thương cho nhau. Và chúng ta phải tự nhớ, tự hứa với lòng là không nên xuất hiện trước người thân của mình trong những lúc mình bất ổn. Trừ phi mình không đủ sức, mình cần có một sự giúp đỡ thật sự thì nói cho họ biết. Nhưng mà mình không có quyền suồng sã bất cứ lúc nào cũng đi vào trong tâm hồn người khác. Lúc nào mình cũng muốn gặp là mình gặp thôi. Một cách vô tội vạ như vậy thì tội người thương của mình lên.
Nhiều khi mình thì còn có thể kiềm tỏa được cái cảm xúc tiêu cực của mình. Mình còn biết ngồi thiền được, còn nghe pháp thoại. Còn người thương mình đâu có biết đâu. Khi mà năng lượng tiêu cực của họ bị kích hoạt rồi, con quái thú được mời ra rồi mệt lắm. Mệt cho mình mà khổ cho họ vô cùng. Cho nên là mình vẫn nhớ cái giáo lý tứ chánh cần của Đức Phật. Bốn điều cần phải tích cực siêng năng để bảo vệ thân tâm, để xây dựng một đời sống bình an và hạnh phúc. Trong đó có việc phải tích cực siêng năng nỗ lực lên để mà cô lập hóa những cái năng lượng tiêu cực đã phát sinh và ngăn chặn không cho những năng lượng tiêu cực phát sinh. Mình thấy là mình đang đang chao đảo, đang bấn loạn, đang cạn kiệt năng lượng thì phải tập trung vào cái chuyện này liền chứ không có lơ là nữa, tìm cách giải quyết liền. Hoặc là mình thấy mình có nguy cơ sẽ bị lây nhiễm, sẽ bị đánh thức cái năng lượng tiêu cực thì lập tức ngưng ngay, ngưng tiếp xúc ngay. Tất nhiên nếu có được một lời giải thích để bên kia thỏa đáng thì cũng nên. Nhưng mà cơ bản là phải tách lìa ngoại cảnh, đừng có đánh giá thấp hoàn cảnh. Nó khủng khiếp lắm. Và đối với một cái người mà họ có một người thân bị bệnh quá lâu, bị tâm thần, nằm trong nhóm tâm thần quá lâu, dù là nhẹ như là trầm cảm cấp độ 1 thì chúng ta cũng phải đủ thẳng thắn và khéo léo để nói với nhau rằng là nói với người thân của mình là trong những lúc mà mình ổn nhất thì mình sẽ xuất hiện để giúp đỡ, để lắng nghe, để chia sẻ. Còn những lúc mà mình có cái khuynh hướng hơi tránh một chút, không phải là vì mình coi thường, không phải vì mình bỏ chạy, không phải vì mình không thương nữa, mà tại vì mình cần có một sự bảo hộ nhất định. Và các vị xuất gia Đức Phật cũng dặn rất là kỹ là một năm như vậy phải rút về rừng để an cư 3 tháng, để tĩnh tu suốt 3 tháng. Dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng mà cơ bản là phải 3 tháng. Không có hóa độ nữa, không giảng dạy nữa, không có tiếp xúc nhiều với những con người trong dân gian nữa. Tại vì muốn làm mới lại thân tâm của mình, muốn bảo tồn năng lượng, muốn nâng cấp, muốn phát triển trí tuệ thì phải tách lìa ngoại cảnh, chọn một cái không gian đặc biệt ưu tú nhất để đặt mình vào trong đó. Dĩ nhiên đây không phải là một cái con đường duy nhất của người tu. Sau khi người tu nạp năng lượng đầy rồi thì lại bước ra để giúp đời, giúp người tiếp. Nhưng mà phải có sự quân bình giữa tự lợi và lợi tha, chứ không có liều mạng. Thì chúng ta cũng nên học theo cái cách đó. Nếu mà thấy năng lượng mình ổn vững thì cứ tiếp xúc, cứ cống hiến, cứ sẻ chia. Nhưng mà khi thấy mình bất ổn, thấy năng lượng tiêu cực đang khống chế rồi đó, thì phải rút lui về. Tiếp cận tới những người có năng lượng tích cực, an lành, càng nhiều càng tốt. Đến một môi trường có nhiều năng lượng tích cực, an lành càng nhiều càng tốt. This time he got us go a fresh sky and if living is green every boy ready to win my night can send over on the molly sky look and decide in the adventurous breeze girl a thrill a girl delight chasing passion in the midnight light whisper promise in the sky street a symphony of circus with this time it has sat down the animatic one playing came until the morning sun midnight can shine over whoa, oh, oh, oh. Whoa, whoa. Thank you.
just died. He got us go a fresh sky and definitely release green. Herbert Moore ready to win, but I can't send over on the molly sky. Let Andy sigh in the treacherous air. A breeze girl, a treasure girl delight. Thương mình mà cũng là thương người. Và để có được cái năng lượng tích cực thì trước tiên, như hồi nãy giờ có nói, là mình phải tìm tới môi trường, tìm tới những con người có những năng lượng tích cực để họ truyền cảm hứng, để họ đánh thức cái năng lượng tích cực bên trong chúng ta. Và bên cạnh đó thì mình vẫn có thể tự tạo sinh ra cái năng lượng tích cực được, chứ không nhất thiết phải lúc nào cũng tìm tới một người có năng lượng tích cực. Dĩ nhiên có được một con người có năng lượng tích cực thì nó quý hóa rồi. Nhưng mà điều đó cũng không nên, tại vì sẽ khiến chúng ta dựa dẫm và mắc kẹt vào trong đó. Nhất là mình đang bị trầm cảm thì mình rất dễ có khuynh hướng hút vào những người có năng lượng tích cực để dựa vào. Thì có nhiều cách để tạo sinh năng lượng tích cực. Chúng ta hãy nên chờ những cái lúc mà con quái thú nó tạm mệt mỏi, nó rút về hang. Những cái lúc mà năng lượng tiêu cực nó lắng xuống, con người mình nó nhẹ nhõm một chút, thoải mái được một chút, thì phải tích cực lên để tạo sinh năng lượng tích cực liền. Phải nỗ lực để tạo sinh năng lượng tích cực, tinh tiến lên liên tục, thì đưa mình vào cái môi trường lành. Không có người lành thì có thiên nhiên, rồi làm gì nữa, tập thể dục, rồi đọc những cái quyển sách hay, quyển sách thánh hiền, những quyển sách hạt giống tâm hồn, những cái loại thực phẩm tiếp xúc mà nó mời dậy được năng lượng tích cực ở trong ta. Người xưa có nói 3 ngày mà không đọc sách ấy, nhìn mặt khó coi. Ý rằng là chúng ta rất là dễ ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, bởi môi trường. Nếu mà mình không có đọc sách thánh hiền để được nhắc nhở sôi rọi mỗi ngày đó, thì cái hạt giống tích cực của mình sẽ không được đánh thức. Hạt giống thánh thiện của mình nó sẽ bị khô cằn. Con người mình nó sẽ nhăn nhó, khó coi, nhìn rất là dị hợm. Cho nên là phải nghe pháp thoại thì minh niệm thường xuyên. Thì ít nhất là ổng lẻm nhẻm, ổng lèm bèm như vậy, nhưng mà ổng nói những cái điều tích cực. Ổng giúp mình điều tâm của mình từ cái nơi tiêu cực để trở về với tích cực. Nhưng mà như đã nói là cũng không nên dựa nhiều vào pháp thoại, dựa nhiều vào ai khác, mình phải tự tạo. Thì hồi nãy trong cái giờ ngồi thiền, tôi có hướng dẫn quý vị là nên nở nụ cười và cố gắng duy trì cái nụ cười đó tới khi nào không còn nhớ thì thôi. Tại vì khi mình cười mà mình tập trung vào cái nụ cười của mình, cảm nhận được nụ cười của mình một cách trọn vẹn, thì không những các cơ bắp trên gương mặt được giãn nở mà tự nhiên tâm mình nó an trú ngay lập tức. Nó dừng lại, nó nghỉ ngơi và nó thưởng thức được cái giây phút đó mình đang cười. Nếu mà có một đối tượng nữa như là ánh nắng mặt trời, một cái đóa hoa nở, giọt sương, hay là một con nhái, một tiếng chim, như thế, mình nở một nụ cười, giữ nụ cười thật là lâu, thật là bền, trong cái điều kiện có thể, thì năng lượng tích cực sẽ được tạo sinh ở bên trong. Sự hỷ lạc, sự thư giãn, sự bình an là nhóm của năng lượng tích cực sẽ được tạo sinh ra. Huống gì chúng ta còn biết ngồi thiền, tập an trú trên hơi thở, tập định trên hơi thở, tập an trú trong từng bước chân. Mỗi ngày như vậy mình cố gắng tập nhiều giờ trong điều kiện có thể, hoặc tranh thủ bất cứ lúc nào cũng trở về để tạo sinh năng lượng tích cực. Tức là trước khi mình gặp một người nào, một người mình rất là thương, rất là quý, thì phải nên ngồi thiền, phải nên đi thiền hành trước, phải nên tìm mọi cách để mà khơi dậy năng lượng tích cực, thay vì mất 1 giờ, 2 giờ để make up. Mình ngồi thiền trước khi gặp người yêu của mình, ôi tuyệt vời quá. Đó là còn 1 tiếng nữa anh sẽ gặp em, bây giờ anh đang ngồi thiền để lát nữa gặp em. Chi vậy anh? Để hiến tặng cho em một món quà vô giá. Cái gì vậy anh? Năng lượng tích cực. Tại vì anh tin rằng khi anh có năng lượng tích cực thì anh sẽ mời dậy năng lượng tích cực ở trong em. Đó là món quà quý giá nhất.
chứ đi anh căng căng thẳng anh chạy đông chạy tây để mua cho được bó hoa, chạy tới nơi cái mặt quẹo đeo như trái chuối khô, cạn kiệt năng lượng, tặng bó hoa mà cái mặt chầm dầm, năng lượng đầy tiêu cực. Cho nên đi xa về đừng có mua quà, mua quà chi rồi mốt đòi quà. Đi xa về mang nguyên cái nguồn năng lượng tích cực về, mình phải biến mình là cái món quà, phải có niềm tin vào điều đó, và mình phải điều hướng người thương mình tin vào điều đó luôn. Anh là quà rồi, em là quà rồi, chứ còn những cái món quà vật chất kia nó đâu có giá trị gì lắm đâu. Sự có mặt một cách trọn vẹn tích cực bao giờ cũng là một món quà rất là lớn cho tất cả những người thân yêu của mình, nhất là những người đang sống trong một cái thời đại rất là căng thẳng như bây giờ. Rồi để làm gì? Để tạo sinh thêm năng lượng tích cực nữa. Tôi có nhớ trong cái câu chuyện là một hôm thi sĩ Lý Bạch, là một trong đại thi hào của Trung Hoa, mới đến thăm một vị thiền sư gọi là Ô Sào, xin lỗi, Bạch Cư Dị, là một trong ba đại thi hào của Trung Hoa. Đến gặp thiền sư Ô Sào. Thiền sư này có một cái bí danh là Ô Sào, tức là ổ quạ. Tức là ông ta hay ngồi thiền ở trên tảng ba của cái cây á. Cà chớn ghê không? Ở dưới đất không có chuyện ngồi, leo tuốt trên cây ngồi thiền ở trên đó. Cũng lập dị ha. Thì Bạch Cư Dị là người nổi tiếng mà, trong thiên hạ ai cũng kính trọng hết, và cũng có nghiên cứu về về tư tưởng của Phật giáo. Thì nghe tin là thiền sư Ô Sào có một cái cốt cách đặc biệt phi thường lắm, sống một cái năng lượng rất là tích cực khổng lồ, cho nên là Bạch Cư Dị đường xa vạn dặm đến để gặp thiền sư Ô Sào. Thì Bạch Cư Dị mới hỏi là: thưa thiền sư, đứng dưới đất ngó lên cành cây hỏi ngài từ bi, tại vì tôi cũng đang mới bắt đầu học Phật thôi mà không có nhiều thời gian, thì ngài làm ơn nói cho tôi biết cái tinh yếu của đạo Phật được không? Thì thiền sư Ô Sào mới nói là: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Các điều xấu, điều ác hay là cái gì mà tạo ra năng lượng tiêu cực thì cố gắng đừng có làm. Còn chúng thiện phụng hành, cái gì mà có thể tạo sinh được năng lượng tích cực, tạo sinh được năng lượng tốt lành thì tranh thủ làm. Và điều quan trọng nữa là luôn luôn thanh lọc tâm ý của mình, đừng để cho phiền não nó chiếm ngự. Thì đó là toàn bộ tinh yếu lời Đức Phật dạy, tức là nằm trong có ba câu thôi: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành, tự thanh lọc tâm ý mình. Thì Bạch Cư Dị nói: trời ơi, tầm thường vậy thôi à? Tôi nghĩ cái điều này là ai không biết, trong bất cứ một cái truyền thống nào tu luyện, người ta cũng đều hướng tới điều lành và bỏ việc xấu hết chứ. Nhưng mà chắc là Bạch Cư Dị bỏ qua câu thứ ba, đó là phải luôn nhìn vào tâm của mình, thanh lọc tâm ý của mình. Nhưng mà thiền sư Ô Sào nói: coi vậy chứ, tại vì Bạch Cư Dị nói cái điều này con nít lên 8 tuổi hay con nít lên 3 tuổi nó cũng được dạy cái điều này nữa. Tại sao mà nó phải là một cái tinh yếu của đạo Phật? Tinh yếu đạo Phật phải là một cái gì nó cao siêu lắm chứ. Thì thiền sư Ô Sào mới nói: coi vậy chứ người 80 tuổi làm cũng chưa xong đó. Tức là chúng ta có thể hứng chí làm điều lành mà trong một cái giai đoạn nào thôi, chứ không có làm ròng rã đều đặn mỗi ngày. Cái đây nói tới cái tính liên tục ấy, rất là khó. Tại vì khi mà mình dừng làm điều lành rồi là mình ngã qua điều bất lành ngay lập tức. Nhất là trong một cái giai đoạn mà mình cần tạo sinh năng lượng tích cực, thì một trong những điều như là trở về tiếp xúc với năng lượng lành từ những người lành tính, có năng lượng tích cực, hay là thiên nhiên. Hai là quay về để phát triển nội tâm, để chuyển hóa những phiền não, để có được cái năng lượng tích cực. Ba là cố gắng hướng tới giúp đỡ người khác trong lúc còn đang rất khỏe, rất ổn, trong lúc con quái thú chưa có hướng tới. Vì biết là tôi đâu chỉ là một ông thầy tu ngồi thiền đó, đâu phải là tôi chỉ nghiên cứu về ngành tâm lý, nghiên cứu về tâm lý để có thể giảng dạy được quý vị đâu. Tôi là một đời sống mà trong đó vừa có tu luyện, vừa có cống hiến. Và tôi không những làm những cái việc thuộc về chuyên môn của mình, như là đi giảng dạy về thiền, về giáo lý đạo Phật, về tâm lý trị liệu, mà tôi còn đi
hốt phân, tôi còn đi trồng cây, tôi còn đi đấm lưng cho người già, còn đi giặt đồ, nấu cơm cho người già. Tôi còn đi làm một tình nguyện viên ở rất nhiều đoàn thể, ở rất nhiều tổ chức để trị liệu về tâm lý. Có khi mình chỉ là một anh bảo vệ thôi, một người giữ kho thôi. Làm tất cả những điều đó là gì? Để phá vỡ cái bản ngã của mình ra, để tạo sinh thêm phước lành, để gửi vào đất trời một năng lượng thiện lành, mong đất trời rằng chiếu cố cho mình được làm chuyện lớn. Tôi nói thiệt, để làm một việc lớn mà chỉ trông cậy vào mỗi tài năng và đức hạnh của bạn thôi đó, hay là tài năng và tấm lòng của bạn thôi, không bao giờ đủ và cũng chẳng được đi xa. Muốn đi xa, muốn làm nên chuyện lớn bền vững thì phải trông cậy vào cái năng lượng của đất trời. Mà năng lượng đất trời từ đâu đến? Cũng chính từ chúng ta gây tạo những cái hạt giống lành thì nó mới kết nối được với năng lượng lành của đất trời. Tôi luôn tin vào điều đó, cho nên là không ngừng làm những việc tốt nhất có thể. Còn có những lúc mình không thể làm được bất cứ điều thiện lành nào thì cố gắng không tạo sinh năng lượng tiêu cực. Không có thương thì đừng có ghét. Không có cho người ấy năng lượng tích cực được thì đừng có vung vãi những cái năng lượng tiêu cực. Và trong suốt quá trình đó luôn luôn phòng hộ tâm ý của mình. Coi chừng trong quá trình mình làm từ thiện, trong quá trình giúp đời giúp người mà không có quan sát tâm ý thì lại bị nhiễm ô hồi nào không hay. Cho nên phải luôn giữ quân bình giữa cái việc sao cho trong ấm thì ngoài mấy em. Phải giải quyết cái bên trong rồi thì mới làm nên chuyện tốt, đẹp và thành công ở bên ngoài. Phải có sự quân bình giữa cái bên trong và cái bên ngoài. Mà hễ hướng ra bên ngoài là phải tranh thủ làm việc tốt liền, thay vì cố gắng cái đi tới thành công một mình á, thì không có hạnh phúc đâu, không có bền vững đâu. Bệnh tật nó cũng rượt đuổi theo, tai nạn nó cũng sẽ rượt đuổi theo thôi. Cho nên cách thứ ba để tạo sinh năng lượng tích cực đó là cố gắng trong những lúc mà mình còn ổn định, chưa bị con quái thú, chưa bị những phiền não tấn công, thì cố gắng ứa ra năng lượng tích cực qua tư duy, lời nói và hành động. Bất cứ hành động nào, lời nói nào có tính chất xây dựng được niềm tin yêu cho người khác đều là tạo sinh những năng lượng tích cực. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm lý Trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi trưa an lành.